Anh muốn lâu lâu hai ta gặp nhau như thế này, để anh được cảm nhận tình yêu còn như lúc đầu. Gọi là gì đây, còn yêu hay là chia tay? Chuyện tình mình có lẽ gọi là tình nhân. Không thể bên nhau và đi đến hết cuộc đời, nhưng ích kỷ thật, chỉ muốn mình mãi là của nhau. Dù rằng ta vẫn nói hạnh phúc nhé với tình yêu mới, nhưng tim thắt lại khi thấy ta bên cạnh ai. Nếu hai ta được ở bên nhau trọn vẹn những suy nghĩ lung đầu, anh tin rằng chia tay mình không gặp nhau thế này. Anh chỉ muốn hai ta mãi như lúc này, mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay. Anh muốn lâu lâu hai ta gặp nhau như thế này, để anh được cảm nhận tình yêu còn như lúc đầu. Gọi là gì đây, còn yêu hay là chia tay? Chuyện tình mình có lẽ gọi là tình nhân. Không thể bên nhau và đi đến hết cuộc đời, nhưng ích kỷ thật, chỉ muốn mình mãi là của nhau. Dù rằng ta vẫn nói hạnh phúc nhé với tình yêu mới, nhưng tim thắt lại khi thấy ta bên cạnh ai. Nếu hai ta được ở bên nhau trọn vẹn những suy nghĩ lúc đầu, anh tin rằng chia tay mình không gặp nhau thế này. Anh chỉ muốn hai ta mãi như lúc này, mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay. Nếu hai ta được ở bên nhau trọn vẹn những suy nghĩ lúc đầu, anh tin rằng chia tay mình không gặp nhau thế này. Anh chỉ muốn hai ta mãi như lúc này, mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay. Anh chỉ muốn hai ta mãi như lúc này, mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay.